có một căn chung cư có view đẹp qua ô cửa sổ, để bay sao hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ và gạt dèm. Nhớ có ngày anh dính ung thư thì chắc chắn trước khi gặp bác Hồ, việc đứng ở đầu sổ đó là anh muốn có một căn chung cư với giường tủ phổ thông và một ô cửa sổ nhìn ra dãy nhà cao tầng, đèn dọc bên đường cùng phát sáng, thêm sự cổ cây mở bên bờ hồ đến khi trăng tan. Chắc chắn đặt chiếc giường bên cạnh cửa sổ để ngồi đây lâu, 12 giờ đêm năng lượng và nhạc và vần sẽ tự tuôn ra thành flow, right? Chắc chắn anh sẽ để con bầu dưới gầm giường, Winston nho gió cửa sổ sẽ thổi khói bay ngược hướng, để từ nghìn cửa sổ của những tòa nhà khác sẽ dọi vào tận không gian anh tự tạo. Giờ thì em hiểu tại sao anh muốn có một căn chung cư có view đẹp qua ô cửa sổ, để mây sao hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ. Và god damn, anh muốn có một căn chung cư có view đẹp qua ô cửa sổ, để mây sao hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ để thấy. Diều hữu hạn còn trên cao thì vô hạn, tòa ken em cao đến mấy vẫn không thể lên trời dù có cố. Chạm trong phòng vũ trụ nhỏ, bên ngoài như kiểu vũ trụ to, vũ trụ của anh nó đốt vì nhìn ra cái to từ cái nhỏ. Nên là anh muốn có một căn chung cư gọi anh là Dominic Cobb, cái giới này riêng anh cất giữ. Và lỡ lại dính phải ung thư hay lỡ bị đột quỵ chống tử thì ít nhất phải ngồi ở cửa sổ để cố mà bung lên vài từ. Có thể anh sẽ ở Cầu Giấy hoặc là Đống Đa, nhiệt độ có thể nhỏ hơn 10 anh cũng sẽ không chống trả. Kim giờ có thể lớn hơn không, ngày làm nhiều hơn 3k, những tầng lớn hơn 10 thì mọi thứ đều nhỏ hơn 3k. Lạnh giá cô lập vật tối tăm, đèn vàng mây sáng chẳng chắn chắc đến năm. Chắc chắn đây không phải đơn độc vì anh đảm bảo khi tiếng bass lấp đầy phòng ngủ em sẽ hiểu từ hoàn hảo. Anh muốn có một căn chung cư đổi flow, view đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, switch để bass to hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ. Và god damn, anh muốn có một căn chung cư right, có view đẹp qua ô cửa sổ, để bass to hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ. Non-dual state of mind, no sadness and anger with zero pressure of time. And when you sit still, get chilled by the vibe you feel. Breathing like the best drug, make you high but never kills. Drop. Hai hét xuyên ngang qua tai. Bass 808 kéo dài trước khung cửa sổ trong căn chung cư cổ, ngửa và dùng thứ mọi khiếm khuyết không luyến tiếc không hùng dữ, cũng như không cần dùng thử kích thích, dùng chữ vẫn cư ngụ trong tĩnh mịch như nhung flow cuốn trôi mọi linh tính. Trạng thái mang lại giải phóng hết mọi xích mích, trạng thái mang lại cảm giác fall in love, nhưng không phải với em mà là cái gì đấy lớn hơn, như kiểu năng lượng xung quanh toàn nhà dãy cuối, và đó có thể là lý do tại sao mặt anh nhìn trẻ hơn tuổi.